Kênh Ghiền Nấu Ăn xin chào cả nhà. Cũng đã đến ngày chay rồi, thời gian trôi rất nhanh đúng không ạ? Kênh Ghiền Nấu Ăn xin mời cả nhà món đậu hũ tứ xuyên chay. Để làm món này em có chuẩn bị một củ hành tây cỡ nhỏ, 10g gừng, gốc baro và lá baro. Hành tây, gốc baro và lá baro em đem cắt nhỏ, riêng đối với gừng thì mình sẽ băm nhỏ. Dùng một miếng đậu hũ non 300g, em cắt đậu hũ thành những miếng vuông nho nhỏ vừa ăn. Nguyên liệu tiếp theo, em dùng 150g nấm đông cô tươi và 350ml nước dừa tươi. Dùng nửa muỗng ăn canh bột năng. Em cho 50ml nước dừa tươi vào hòa tan. Nấu sẵn nồi nước sôi, em để vào nửa muỗng cà phê muối. Nấm đông cô tươi mua về, cả nhà nhớ rửa sạch rồi thả nấm vào luộc sơ 5 phút. Bước này giúp làm sạch và khử được mùi hăng nồng trong nấm. Thành phẩm mình sẽ có được những cái nấm đông cô rất ngọt, thơm và giòn. Bây giờ nấm đã được, em vớt ra, thả nấm vào chậu nước lạnh. Đợi chút xíu cho nấm nguội hẳn, rồi mình vắt ráo, sau đó đem cắt nhỏ. Trong món đậu hũ tứ xuyên chay này, nếu cả nhà không dùng nấm đông cô tươi thì mình có thể dùng nấm đông cô khô ngâm nở, nấm bào ngư, nấm mỡ, nấm đùi gà, nấm bạch tuyết hoặc nấm kim châm. Nhưng mùi vị hợp và ngon nhất thì vẫn là dùng nấm đông cô. Đặt chảo lên bếp, em cho một muỗng ăn canh dầu ăn, cho hành tây, gốc baro và gừng băm nhỏ vào xào thơm. Em để vào một muỗng ăn canh tương ớt Hàn Quốc. Một muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Mình xào chút xíu cho gia vị tan. Tiếp theo em cho nấm đông cô tươi cắt nhỏ vào. Em sẽ xào nấm 2 phút cho nấm thơm mùi ớt cay nồng, rất hấp dẫn. Kế đến em cho 300ml nước dừa tươi. Nêm một muỗng cà phê nước tương. Một muỗng cà phê hắc xì dầu. Cho nước sốt ra được hương thơm đặc trưng. Và sau đó em cho đậu hũ non vào. Để món đậu hũ tứ xuyên được đậm đà, em nêm nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng ăn canh hạt nêm chay và một muỗng cà phê đường. Trộn đều cho gia vị tan. Mình nấu sôi liu riu 5 phút để nấm và đậu hũ thấm đậm vị nước sốt cho ngon. Gọi là món đậu hũ tứ xuyên là địa danh ở Trung Hoa, nhưng chắc hẳn cả nhà sẽ thắc mắc là tại sao em lại dùng tương ớt và ớt bột Hàn Quốc. Thật ra hai gia vị trên lại rất hợp trong món này, bởi món đậu hũ tứ xuyên ấn tượng nhất khi nhìn vào là màu đỏ au. Khi ăn thì vị thơm cay nồng, nhưng độ cay rất vừa chứ không cay xè lưỡi. Nếu dùng tương ớt công nghiệp hoặc ớt bột của Việt Nam mình thì vị cay khá đậm, sọc lên mũi, dễ gây sặc và màu của ớt cũng không đỏ đẹp như khi dùng tương ớt và ớt bột của Hàn Quốc đó cả nhà. Bây giờ thì chảo đậu hũ tứ xuyên đã thấm đẫm gia vị rất ngon rồi. Em cho từ từ từng lượng nhỏ nước bột năng vào để nước sốt sánh đặc lại chút xíu nữa sẽ ngon hơn.
Em cũng để vào một muỗng cà phê dầu mè cho thơm. Sau cùng mình rắc lên phần lá baro cắt nhỏ. Tắt bếp và trộn đều cho lá baro chín nữa là xong. Đậu hũ tứ xuyên làm chay kiểu này, cả nhà sẽ thấy là mình không nêm nếm nhiều gia vị, bởi mỗi thứ một chút trong món này đã cho ra vị ngọt, ngon tự nhiên rồi. Hãy làm đậu hũ tứ xuyên để ăn cơm nhé cả nhà. Kênh Ghiền Nấu Ăn xin mến chúc cả nhà thực hiện thành công.